Cổ nhân dạy rằng, ở đời có ba điều tưởng chừng là phúc, nhưng thực chất lại là họa. Chỉ có kẻ ngu muội mới lao đầu vào. Kính thưa quý vị, có những người sống trong phúc mà cứ coi là họa, tìm mọi cách tránh xa. Có những người sống trong họa lại cứ vội lầm tưởng là phúc, để rồi đánh mất mình. Trong suy nghĩ của nhiều người, có phúc đồng nghĩa với việc ăn sung mặc sướng, phú quý giàu sang, hạnh phúc êm ấm. Cũng vì lẽ đó, ngày càng nhiều người sẵn sàng đánh đổi cả đời để mà lấy vinh hoa phú quý. Thế nhưng, có những điều tưởng chừng là phúc nhưng cuối cùng lại trở thành họa. Bề ngoài, những điều này vẫn đem lại sự sung sướng, hạnh phúc nhất thời, nhưng đằng sau phồn hoa ngắn ngủi sẽ là đau khổ và trắc trở dài lâu. Đặc biệt là với ba kiểu có phúc tai hại sau đây, cần phải tránh xa cả đời nếu không muốn hủy hoại cả giá trị tinh thần lẫn vật chất trong tay. 1. Không làm mà lại có ăn. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn có một câu nói, đó là bách kim tài phú tất thị bách kim nhân vật, thiên kim tài phú tất định thì thiên kim nhân vật. Nghĩa là người có gia sản tiền trăm thì ắt là người được định sẵn có tiền trăm. Người có gia sản nghìn vàng thì ắt là người đã được định sẵn có nghìn vàng. Người xưa để lại câu này muốn nói cho chúng ta biết rằng một người có phúc phần nhường nào thì ắt sẽ được hưởng nhường ấy. Tất cả đều có sự đánh đổi ngang bằng, được định sẵn từ trước, chứ không phải muốn hưởng bao nhiêu thì hưởng. Mà thuận theo câu nói khổ trước sướng sau, con người phải có làm mới có ăn, đó vốn là đạo lý hiển nhiên trên đời. Người nào rơi vào cảnh không làm mà hưởng chính là đi ngược lại với tự nhiên. Có thể nói rằng họ đang tiêu hao trước phần phúc báo về sau của mình. Đến một ngày vận khí hao mòn, không còn lại gì, tai họa ắt sẽ ập tới. Bên cạnh đó, người có thói quen hưởng sẵn sẽ tự du ngủ năng lực và tính tự giác của bản thân trong sự an nhàn giả tạo. Khi mọi người xung quanh dốc sức chuẩn bị, anh chỉ lo hưởng thụ vui chơi, thì đương nhiên, khi mà tất cả đã lấy đà đầy đủ, bắt đầu tăng tốc về đích, anh sẽ bị bỏ lại phía sau mãi mãi. Cho nên cổ nhân mới nói, con cháu nếu giỏi sang thì chẳng cần tiền tài từ bố mẹ để lại. Người hiền mà giữ tiền dễ tổn hại ý chí. Còn nếu con cháu không ai giỏi giang thì tiền tài để lại từ bố mẹ càng thêm vô dụng. Người dốt mà có tiền ắt thành thảm họa. 2. Hữu danh nhưng vô thực. Khổng Tử từng nói, nếu đức hạnh không xứng đáng với vị trí sẽ thành tai ương. Nếu đức hạnh mỏng mà được tôn lên cao, trí tuệ nhỏ mà góp kế hoạch lớn, sức mạnh nhỏ nhưng gánh trách nhiệm nặng nề thì hiếm có thể thành công. Hữu danh vô thực chỉ làm cản trở bước tiến của chúng ta trên đường đời. Chúng chỉ là cái vỏ rỗng, nhưng lại khiến ta nhầm tưởng rằng mình đang sở hữu đủ đầy. Chẳng hạn như anh thích ăn trên ngủ chốc, vẽ mây vẽ gió ở tầm cỡ sếp, thế nhưng năng lực chuyên môn lại không vượt trội, cũng chẳng có tinh thần dốc sức cầu tiến nữa. Như vậy, một thời gian sau, kết quả duy nhất chờ đợi anh chính là sự đào thải tàn nhẫn của cuộc chơi cạnh tranh tàn khốc. Nói cách khác, cũng giống như một chiếc bàn có thể chịu tải trọng được 10 phần sức nặng, nhưng nay thì chúng ta đặt lên nó tới 20 hay 50 phần sức nặng, thì hỏi chiếc bàn sao mà có thể chịu nổi đây. Gánh một sức nặng quá sức mình như vậy, nó sẽ lung lay, nó sẽ biến dạng. Đây chính là dấu hiệu báo trước của việc sụp đổ. Do đó, mắt ngoài dù hào hoa to đẹp đến mấy cũng chưa chắc đã là phúc. Vị trí cao tương xứng với trách nhiệm cao. Bạn hãy chủ động tránh xa khi bản thân mình chưa thực sự đạt được tầm cỡ ấy. 3. Hưởng thụ những thứ không thuộc về mình. Có câu chuyện xưa kể rằng, một ngày nọ, chú cáo đói bụng bỗng nhìn thấy cây nho sai chĩu, chín mềm trong vườn của bác nông dân. Nó tìm mãi mà không thấy lối vào, thế nhưng lại tình cờ phát hiện ra một lỗ nhỏ trên hàng rào. Tuy nhiên, cái lỗ quá nhỏ nên nó không chui vừa. Con cáo nghĩ ra một cách, nó nhịn đói liền 2 ngày,
để gầy tọc đi. Sau đó như ý nguyện mà chui được vào vườn. Quá sung sướng vì những trái nho thơm chín căng mọng trước mắt. Nó ăn thỏa thích từ chủng này tới chủng khác. Nhưng no nê đủ rồi, nó mới phát hiện ra cái bụng của mình to lên rất nhiều, không còn vừa với lũ nhỏ trong hàng xào nữa. Mà nếu chạy đi bằng cửa trước, chắc chắn sẽ bị chủ vườn và đàn chó săn tóm được. Thế là con cáo lại phải nhịn ăn suốt 6 ngày liên tiếp. Quả nhiên sau 6 ngày ấy, con cáo lại gầy đi và có thể chui ra được khỏi hàng rào. Nó trở về điểm xuất phát ban đầu với một chiếc bụng rỗng, đói meo và chẳng thay đổi được gì. Câu chuyện này khiến chúng ta nhận ra rằng cuộc sống luôn có được và có mất. Có những thứ không thuộc về mình thì cưỡng ép nhường nào cũng vô dụng. Người biết đủ, hiểu thấu lẽ được mất, sống thuận theo tự nhiên sẽ sống được vui vẻ, hạnh phúc nhất. Ngược lại, người nào tham lam, hưởng thụ những điều không thuộc về mình thì cũng chỉ rơi vào kết cục của thiên trả địa mà thôi. Nỗ lực theo đuổi cuộc sống sung túc, giàu sang thì không sai, nhưng không vì thế mà tận dụng các thủ đoạn xấu xa, trái với lương tâm và luật lệ. Cũng đừng lợi dụng lối tắt hiểm nguy trên những con đường dẫn tới thành công. Phải biết rằng những thời gian và cả nỗ lực của bạn đầu tư đều chuyển hóa thành những giá trị quan trọng, là bậc thang vững chắc nhất để cho bạn leo lên những đỉnh cao. Đó là hành trình mà bạn cần tự đi trên chính con đường của bản thân, tránh xa những điều không thuộc về mình. Kỳ thực, mệnh lý hữu thời trung ti hữu, mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu. Ở đời, thứ thuộc về bạn thì cuối cùng cũng sẽ là của bạn. Thứ không phải của bạn thì dù cố tranh giành cũng sẽ tự tránh xa. Hãy học cách bình thản với đời, thuần theo tự nhiên chính là một loại phúc. Cưỡng cầu quá nhiều lại thành họa. A. Mục tiêu thức dậy sớm vào buổi sáng, uống từ 8 tới 9 cốc nước một ngày và kiểm soát cơn giận dữ. Khi bạn hoàn thành những mục tiêu này hàng ngày thì bạn có thể đạt được những mục tiêu lớn hơn trong cuộc sống. 14. Thể hiện sự biết ơn. Thể hiện sự biết ơn với ai đó luôn là điều tuyệt vời. Có thể bạn không nhận ra, nhưng khi bạn biết ơn người phục vụ hay người giúp đỡ bạn, điều này có thể mang lại sự kỳ diệu cho cuộc sống của bạn. Hơn nữa, lòng biết ơn cũng phản chiếu tính cách của bạn. Dù lòng biết ơn là thứ không thể sờ thấy được, nhưng nó có thể mang lại nụ cười trên gương mặt của người khác và mang lại cho bạn sự tôn trọng từ phía mọi người.